người và vật chất không biết bao nhiêu mà kể xiết. Trong khi đó lại có những vị sư rất là vô cảm, vô tâm, mê tín, tuyên truyền những chuyện hoang tưởng, nói rằng là đã lên thiên cung gặp gỡ các chư thánh nơi đó và nói rằng đây là nhân quả của người dân ở nơi đó, ở tại tỉnh Quảng Ninh, vì trước đây không nghe lời ông sư đó. Rồi nói là đã gặp gỡ các chư thánh cho biết rằng là gửi 1000 con rồng đưa nước tới nơi đây, vân vân và vân vân, cảnh tỉnh người dân tỉnh Quảng Ninh hay là những tỉnh đó, nhưng tỉnh đó không có nghe lời, lãnh đạo không có nghe lời nên mới trừng phạt như vậy. Đây là một hành động mê tín dị đoan, tuyên truyền những điều không có thực mà lợi dụng lên trên sự đau khổ của người dân đang diễn ra mà lại làm trò đó. Thì tôi mong rằng các cơ quan chức năng nhập cuộc bắt giam cái vị sư này ngay, làm hại cho uy tín của lãnh đạo của nhà nước và tuyên truyền những sự dối trá như thế. Và có những vị sư, tôi nói thí dụ như ở tại Quảng Ninh đó, cũng đã từng tuyên bố mình có những khả năng này khả năng nọ để tiếp cận với thiên đình, ngăn chặn những tai họa, thì tại sao khi này lại không tiếp cận với thiên đình để ngăn chặn tai họa đó cho tỉnh của mình, cho chùa của mình? Nên những lời thuyết giảng đầy mê tín dị đoan, tôi cực lực lên án. Tôi cực lực lên án những vị sư thuyết giảng những điều mê tín dị đoan. Và những lúc mà người dân đang bị hoạn nạn như vậy thì cần phải xăng tay áo lên, phải đổ tiền của mình ra để mà cứu trợ người dân, chứ không phải là còn đe dọa lên trên người dân. Như thế là không có được. Hôm nay tôi xin nói về báo chí truyền thông của Tây Phương, nói về Yagi. Họ liên tục đưa những thông tin về Yagi trước khi bão đánh vào Việt Nam. Họ nói rằng là ở tại tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long, một tầng nhà cao đã bị gió thổi làm cho các cửa kiến bay rồi gì hết. Thì những thông tin này họ đưa ra rất rõ ràng. Trước khi mà bão đánh ập vào thì cái vòng xoáy ở ngoài nó đã làm những sự thiệt hại đó rồi. Và khi mà vòng xoáy đó vào và đi ngang qua Hà Nội rồi lên tới các tỉnh cao đó, họ cũng đưa tin. Tôi nói thí dụ như là báo Al Jazeera, họ đưa tin là họ nói rằng là ít nhất là 50 người đã tử vong ở Việt Nam khi mà bão Yagi đã gây thiệt hại, nào là sạt lở nè, đất sạt lở nè, lũ lụt nè, vân vân. Đó là báo Al Jazeera ở phía Trung Đông họ đưa ra. Đưa ngay liên tục chứ không phải là một vài ngày, họ cập nhật những chi tiết. Rồi những báo chí như là Reuters, ABC, CNN, Associated Press đưa những thông tin liên tục, nhất là về vụ con cầu Phong Châu ở tại tỉnh Phú Thọ đó bị sụp. Thì họ đưa thông tin, thì tôi nghĩ rằng những thông tin của họ cũng chỉ là sơ khởi lúc đó. Phải nói là cảnh tượng sụp cầu Phong Châu là một sự đau thương mất mát rất lớn cho những nạn nhân, cho gia đình và cho cả tỉnh Phú Thọ. Nguyên nhân thì còn đang được điều tra. Trước đó là người ta nghi một công ty lo về cát đã xúc nhiều cát ở nơi đó nên móng ở dưới đó nó không đủ sức để trụ, và vì vậy nên những cái nhịp cầu nơi đó đã sụp xuống. Theo tôi thì chuyện này chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ điều tra, và có lẽ ai đó ở huyện Tam Nông
đã nhận gì đó vật chất rồi đó thì có lẽ kỳ này trở thành củi chui vô trong lò thôi. Vì chuyện này nó quá lớn rồi. Không những ở Việt Nam quan tâm mà cả thế giới cũng quan tâm. Tôi xin đọc một thông tin từ báo chính thống của Việt Nam như là một sự bổ sung cho những thông tin từ ở bên nước Mỹ, ở bên Trung Đông, ở bên châu Âu. Những tờ báo bên kia đó, họ cũng lấy lại thông tin từ VN Express, từ Tuổi Trẻ. Vì họ đâu có người ở ngay tại hiện trường. Nên báo chính thống của Việt Nam vẫn là nơi đáng tin cậy để mà tôi trích dẫn. Hơn là trích dẫn những nguồn mà họ trích dẫn lại và họ chưa có cập nhật. Tôi xin cập nhật thông tin ở tại cái con cầu Phong Châu đó. Vì có quá nhiều người lên trên mạng đưa những thông tin không đầy đủ và sai lệch. Điều này làm cho vết thương đau lòng của con cầu Phong Châu sụp xuống á, thì nó càng đau lòng hơn khi mà có những thông tin sai lệch. Báo Tuổi Trẻ có đăng như sau. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, danh sách sơ bộ các nạn nhân mất tích như sau. Thứ nhất là Nguyễn Thị Lan, sinh năm 2005, ngụ Vạn Xuân, Tam Nông, Phú Thọ. Thứ hai là Nguyễn Hà Chi, sinh năm 2005, ngụ Đắk Nông. Hai em Chi và Lan cùng đi một xe máy, tức là hai người này đi một chiếc xe máy đã rớt xuống dưới sông và bây giờ đang bị mất tích. Với tình trạng mà nước cao như thế, chảy xiết như vậy, rất là lo âu. Thứ ba, Dương Công Chiến, sinh năm 1981, ngụ Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ, đi xe đầu kéo 19H. Thứ tư, Hà Quốc Chi, sinh năm 1986, ngụ Chu Hóa, Việt Trì, xe đầu kéo 19H. Thứ năm, Lương Xuân Thành, sinh năm 1968, Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ. Thứ sáu, Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1976, Thanh Thủy, Phú Thọ. Anh Thành và chị Hường cùng đi một xe máy 19L1. Thứ bảy, Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh năm 1988, Thủy Vân, Việt Trì, đi xe máy 19N1. Và thứ tám, Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1978, Sơn Vi, Lâm Thao, đi xe máy 19S1. Như vậy là có 8 người mất tích, nghĩa là có 8 người rớt vào sông đó và đang trôi đi. Các lực lượng chức năng đang tìm cách cứu hộ nhưng nước quá lớn và chảy xiết. Và xin quý khán giả hãy nhớ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam quyết tâm phải cứu hộ đầy đủ, đóng trại, canh suốt đêm, nhất định là phải cứu cho bằng được con dân của mình gặp nạn như thế. Tôi rất là xúc động sự quyết tâm rất lớn đó của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Và ở đây tôi cũng rất là lo âu cho 8 người bị mất tích đó. Xin chia sẻ nỗi lo lắng đó với các thân nhân, gia đình của các nạn nhân. Còn có một số người đã bị rớt xuống sông và đã được cứu vớt bị thương. Thứ nhất là gồm có Bùi Quý Trọng, sinh năm 1991, Vạn Xuân, Tam Nông. Thứ hai là Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1994, Vạn Xuân, Tam Nông. Hai anh Hải và Trọng cùng đi một xe máy và rơi xuống trụ cầu thời điểm cầu sập. Thứ ba, Phan Trường Sơn, sinh năm 1984, Hương Nộn, Tam Nông, đi xe máy 19V1. Đó là bốn người đã được cứu và bị thương. Họ kể những câu chuyện xe của họ đang đi tự nhiên sụp xuống như trời lông đất lở vậy. Nhất là anh tài xế xe tải
thì mới thấy rằng là lũ lụt kinh hoàng, cầu sập. Nhưng nguyên nhân cầu sập như thế nào thì đang được điều tra. Vì trước đó có một công ty chuyên về vấn đề cát, thì xúc cát rất là nghi ngờ. Vì cát đã xúc đi không có điều chỉnh đúng, thì gặp mưa lớn, dòng chảy xiết như vậy, thì cái gốc của trụ ở dưới nó không có vững được, nên nó bị mất cái nhịp cầu, và như vậy cầu đã sụp. Giai đoạn này thì tôi biết các cơ quan chức năng nhập cuộc, nhưng ưu tiên vẫn là cứu giúp các nạn nhân đang bị mất tích. Xong vụ này rồi thì sẽ làm rõ vấn đề tại sao cầu sụp, và có cơ quan chức năng nào mà nhận vật chất để rồi cát bị xúc đi để cho lòng sông nó bị hỏng chân nhịp cầu, thì như thế rất là kinh khủng. Đó là hình sự. Và như vậy thì lò của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang đợi những củi đó đi vào. Báo chí truyền thông của Tây Phương đưa những thông tin cầu sụp như cầu Phong Châu, nhưng không có đầy đủ giống như tôi vừa mới nêu lên. Họ còn phỏng đoán nhiều thứ, vì dư luận thì rất là nhiều. Sạt lở thì họ nói rất rõ, ít nhất là có 54 người đã tử vong. Sạt lở nhiều nơi chứ không phải sạt lở chỉ có một nơi. Còn thiệt hại về vấn đề mà họ gọi là wind damage, tức là gió, vì vấn đề do gió đó, cửa bay, nóc bay đủ thứ hết đó, thì kinh khủng lắm. Xin bày tỏ sự ngưỡng mộ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điều động các nhân sự để cứu trợ lũ lụt trong giai đoạn này, nhất là sau hậu Gia Nghiên. Tôi rất là ngưỡng mộ các vị phó thủ tướng cũng như các ban các ngành đã cật lực trong những ngày qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định đưa 100 tỷ để cứu trợ tỉnh Quảng Ninh, nhưng tỉnh Quảng Ninh thấy rằng các tỉnh ở miền Trung Du Bắc Phần gặp lũ lụt kinh khủng quá, nên lại làm cho tôi có một sự xúc động lớn khi mà quyết định chuyển 100 tỷ đó không sử dụng cho tỉnh mình mà lại gửi cho các tỉnh khác. Đó là lá lành đùm lá rách đùm lá rách hơn, kinh khủng thiệt. Rất là xúc động và cảm ơn, xin chân thành ghi ơn các vị lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh đã rộng lượng như thế. Biết rằng tỉnh cần sự giúp đỡ vì cơn bão này quá kinh khủng, nhưng sẵn sàng nhường cho các tỉnh khác vì các tỉnh khác gặp khó khăn và các tỉnh khác nghèo hơn nên nhường đi. Tôi cũng chia buồn với gia đình của Lê Lê Quang Trường và ông bà ngoại. Tôi thấy cảnh lụt ở nơi nhà thuốc của ông bà ngoại thật là kinh khủng. Ông bà ngoại cũng đã được cứu hộ tới đưa đi. Tôi cũng đã nhìn thấy cảnh Lê Lê và Quang Trường cũng đã được đưa đi. Lụt dâng cao, cái dòng sông Thao đó thấy nó một màu vàng, vì đó là những phù sa ở trên núi xuống. Thật là lo âu cho những nạn nhân trong những ngày qua, và bây giờ vẫn phải tiếp tục để mà thu dọn chiến trường của bão Gia Ghi để lại. Reuters nói Gia Ghi đến Việt Nam đã để lại một bãi giống như bãi tha ma của chiến trường, và bây giờ người dân Việt Nam phải thu dọn thiệt hại quá nhiều đi. Cho tới giờ phút này nhân mạng thì rất là nhiều rồi, nhưng vật chất thì không biết mà kể, đợi ít nhất là một thời gian thì mới có một con số chính xác hơn. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.